Các bạn cứ ghép dần dần thế này là được thôi, ghép sinh sản thế này là được rồi. Và phải dần dần nhá, nếu mà các bạn muốn nó hợp tác với nhau. Có thể có những cặp nó hợp tác trong một vài ngày, có những cặp nó sẽ dài hơn, cho nên các bạn cứ phải bình tĩnh từ từ. Các bạn nhớ là xem video của mình thì các bạn nhớ nhấn like và đăng ký để ủng hộ kênh và ủng hộ Robert Thái Nguyễn nhé. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn, thì chào mừng các bạn đến với kênh Yêu Vẹt and Pets. Hôm nay là một video rất là hay mà cũng là được rất là nhiều các bạn có đề nghị làm video này. Thì hôm nay Robert Thái Nguyễn muốn chia sẻ với bạn một video, đó là với chủ đề ghép vẹt ngực hồng sinh sản. Thì như các bạn biết là ở đây thì mình muốn nói là về cái vẹt ngực hồng này thì thường nó sẽ sinh sản trong khoảng độ 1 năm, nó sẽ chỉ sinh sản duy nhất một lứa, trừ những trường hợp ngoại lệ là rất là hiếm, sinh 2 lứa. Thì như các bạn biết là để ghép một cặp ngực hồng sinh sản như thế này, với mục đích sinh sản thì mình cũng đã nói rồi là rất ít các bạn ghép sinh sản. Tuy nhiên khi mà các bạn nuôi vẹt ngực hồng thì nhiều bạn muốn cái sự tình cảm của những chú vẹt ngực hồng trống, nó có đôi có cặp. Chính vì vậy thì người ta sẽ ghép cặp đối với những chú vẹt ngực hồng, một trống một mái. Thì như các bạn biết là đây là chú vẹt ngực hồng trống, còn trong kia bé mỏ đen kia là mái. Và ở đây cũng vậy, đây là một chú vẹt ngực hồng trống non và đây là một chú vẹt ngực hồng mái già. Như các bạn biết rồi, nếu mà các bạn ghép mà các bạn không đúng kỹ thuật, hoặc là có thể là các bạn không làm theo từng bước, thì những chú vẹt ngực hồng có thể cắn nhau, thậm chí hoặc có những chú vẹt mái nó cắn những chú vẹt trống này, có thể là đứt cả ngón chân, hoặc là những chú vẹt trống cũng có thể cắn những chú vẹt mái. Bởi khi nó mới được ghép thì nó sẽ mới nhìn thấy nhau, cho nên là nó có thể là đuổi nhau ở trong lồng này. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn là cách ghép như sau. Đầu tiên, khi mà các bạn ghép đôi với một chú vẹt ngực hồng trống mái mà lạ, nó không ở cùng nhau, thì không ở cùng trong một gia đình, trong một nhà, thì các bạn phải ghép, có nghĩa là các bạn phải lựa chọn, đầu tiên là các bạn phải lựa chọn cái lồng nó rộng rãi một chút, và càng rộng sẽ càng tốt. Bởi khi mà những chú vẹt cực hồng có cái lồng rộng thì khi mà nó đuổi nhau thì nó sẽ có đường chạy và nó sẽ tránh cái việc là đối mặt với nhau. Thì dần dần chắc chắn rồi thì những chú vẹt này sẽ quen. Đó, thì đây là những cái lồng mà 60, 40 hoặc là nó to hơn một chút thì các bạn có thể ghép đôi ghép cặp như thế này. Đây cũng là một chiếc lồng cũng tròn nhưng mà nó cũng khá rộng. Đó, thì cái đầu tiên mình muốn nói với các bạn đó là các bạn phải chọn cái lồng nó tương đối rộng một chút. Cái việc thứ hai, khi mà các bạn cho vẹt vào để các bạn ghép thì các bạn nên đầu tiên các bạn ngồi tại khu vực, ví dụ mới cho vào như thế này. Ví dụ mới cho vào như này thì đó, khi mà các bạn cho vào các bạn phải quan sát. Nếu như hai chú vẹt lạ mà đuổi nhau mà nó gay cấn quá là các bạn phải cho một chú vẹt tạm thời ra ngoài. Các bạn cho trong vòng vài phút, sau đó các bạn lại cho vào như vậy. Nếu cắn nhau thì các bạn lại có thể cho ra ngoài và các bạn có thể là cho đứng ở gần khu vực khung chuồng một chút để cho nó quan sát để nó quen dần với cái sự thay đổi này. Đó, cho nên là điều này cũng rất là quan trọng. Bởi cái ý nghĩa tiếp theo đó là khi mà các bạn ngồi gần lồng mà chú vẹt có xảy ra việc là cắn nhau hoặc là tranh giành nhau thì các bạn sẽ có thể là can thiệp được ngay lập tức. Đó. Cái việc tiếp theo đó là khi mà các bạn ghép cặp thì các bạn nhớ là các bạn ghép trong vòng khoảng 3 đến 50 phút thì các bạn lại có thể lại cho ra ngoài để các bạn tách riêng lồng ra.
Sau đó thì các bạn lại tiếp tục cho vào như thế này. Có thể là các bạn cho vào khoảng độ 50 phút đến 1 tiếng, sau đó các bạn cho ra đến ngày thứ hai. Và ngày thứ ba các bạn cũng có thể duy trì như vậy. Đến ngày thứ tư, thứ năm thì các bạn có thể là kéo dài thời gian ra khoảng 3 đến 4 tiếng. Đó. Đây là mình nói là những cái cặp vẹt mà nó khó tính, nó không đứng gần nhau như thế này là các bạn phải làm như vậy. Còn tất nhiên có thể các bạn sẽ bảo là nhà nhà các bạn là khi mà các bạn ghép là ghép được ngay, đúng, có những cặp vẹt thì khi mà các bạn ghép thì nó sẽ ở gần nhau ngay khi mà các bạn có thể là cho vào trong một vài chục phút đó thì nó đã có thể nó đứng gần nhau, sát nhau rồi. Cho nên là ở đây là mình chia sẻ cái cách mà đối với những chú vẹt khó tính và những chú vẹt nó chưa quen với sự thay đổi thì các bạn phải làm như vậy. Đó thì các bạn ghép như vậy để dần dần những chú vẹt của các bạn sẽ thành đôi một cách rất là hoàn hảo. Và dần dần nó sẽ đứng gần nhau và dần dần nó sẽ quen với sự thay đổi này và nó sẽ không cắn đuổi nhau nữa. Là như vậy là các bạn đã thành công rồi. Và mình sẽ chia sẻ thêm một cái cách nữa, đó là các bạn ghép bằng cách này. Nếu như các bạn cảm thấy là cách kia các bạn chưa yên tâm để chú vẹt của các bạn có thể cắn nhau thì các bạn có thể ghép bằng cách này. Khi mà chú vẹt của các bạn trong lồng như thế này, các bạn muốn ghép một bé vẹt mái nữa thì các bạn ghép vào buổi tối. Các bạn ghép vào buổi tối khi các bạn cho vào lồng. Các bạn cho vào lồng như thế này thì các bạn hãy tắt điện đi. Đây là mình bật flash lên để các bạn có thể là thấy. Thì các bạn ghép như thế này, khi mà các bạn tắt điện đây, mình các bạn nhìn mình tắt thì nó sẽ có sự thay đổi như sau. Đây mình tắt đây. Thì tắt điện như này thì tất nhiên là nó sẽ không nhìn thấy cái gì rồi. Thì khi mà không nhìn thấy cái gì thì đương nhiên những chú vẹt sẽ dần dần và khi tối nó không nhìn thấy nhau, nhưng nó cũng sẽ biết được cái việc là ở trong lồng của nó có một sự thay đổi, nhưng nó cũng sẽ không nhìn được và nó không có cái tác động gì đối với người bạn của nó. Và nó sẽ quen dần cái tiếng động, tiếng đi lại và những cái chuyển động ở trong lồng. Thì sáng hôm sau các bạn nếu thấy ổn thì các bạn có thể để luôn như vậy nếu thấy không cắn nhau. Còn nếu thấy chưa ổn thì các bạn có thể là tiếp tục tách ra và các bạn chờ đến hôm sau thì các bạn lại làm như vậy. Thì tối hôm sau các bạn lại tắt đi như thế này, chú vẹt cũng sẽ không nhìn thấy gì nữa cả. Như vậy là nó đã quen với cái buổi thứ hai và buổi thứ ba, thứ tư các bạn ghép như vậy trong khoảng một tuần để nó thực sự yên tâm. Sáng sau thì các bạn và đến cái buổi cuối cùng nó đầy đủ một tuần thì các bạn lúc này các bạn ghép vào ban ngày và các bạn chỉ quan sát thêm một chút nữa là các bạn có thể là yên tâm để chú vẹt trong lồng và ghép hai chú vẹt sinh sản. Đó thì ghép vẹt cực hồng sinh sản thì có những cặp cũng rất là dễ, có những cặp các bạn ghép rất là vất vả. Bởi có thể là các bạn cho vào nó đuổi nó cắn nhau thì các bạn xót ruột, các bạn hãy cho ra ngoài. Chính vì vậy thì mình đã chia sẻ video này để các bạn có thể là sắm cho mình một chú vẹt cực hồng mái và các bạn có thể ghép một cách dễ dàng để cho chú vẹt của các bạn sẽ có cái sự tình cảm đối với bạn đời của mình. Thì mình chia sẻ video này, hy vọng các bạn sẽ áp dụng được theo cái phương pháp này. Mình xin dừng video tại đây. Thanks for watching and goodbye.